Ồ là con đùi của người đang chờ người kia lì lên. Sáng rồi sao? Ta mới nằm một lát thôi mà. Sáng rồi. Người đi lo mà đi tìm bộ lạc của người đi. Người có gì ăn không? Cho ta ăn đi rồi ta đi. Ta có, mà người có ăn được không? Thứ gì cho ta ăn đi. Còn mấy cái mùi ta nè, người ăn được không? Người không được bước lại đây. Người mà bước lại đây, ta bắn chân mẹ người. Đừng bắn, đừng bắn. Đừng bắn. Người mà tiến vào đây là ta bắn chết. Đừng bắn. Người không được tiến vào đây. Người mà tiến vào đây ta bắn người chết luôn. Đừng bắn. Ta đến đây với mục đích hòa bình. Đừng bắn. Nhìn đôi ơi.
Hôm qua, bóng hôm qua, mà sao nó chưa có chết? Ngon quá. Thank you.
ngươi xin vô cho ta làm vậy. Xin vô. Ngươi xin vô. Xin vô cho ta làm vậy. Nhà ngươi xin vô. Xin vô cho ta làm vậy. Xin vô đi. Nhà ngươi ngu gì mà ngu như chết vậy. Xin vô cho ta làm vậy. Xin vô. Mười năm một lát thôi mà. Sáng rồi. Ngươi đi lo mà đi tìm bộ lạc của ngươi đi. Ngươi có gì ăn không? Cho ta ăn đi rồi ta đi. Ta có, mà ngươi có ăn được không? Thứ gì cho ta ăn đi. Còn mấy cái mùi ta nè, ngươi ăn được không? Thôi, thì đây ta không ăn. Không ăn thì ngươi đi đi. Được rồi, ta sẽ đi. Ta có thứ này muốn tặng nha ngươi. Thứ gì? Đây là chiếc vòng hồ mệt ta trộm được của bọn nhà Cân. Ngươi lấy đi. Ta cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta ngày hôm qua. Được rồi, ta đi. Ngươi đi đi. À, là chuyện gì nữa? Ta có vài câu muốn hỏi nhà ngươi. Ngươi hỏi gì? Tại sao ngươi ở đây chỉ có một mình? Bộ lạc của ngươi đâu? Bộ lạc của ta đã bị một bộ lạc gần đó xâm chiếm mất rồi. Chỉ còn tại ta và cha ta chạy thoát được mà đã bị lạc nhau rồi. Ta mãi tìm mà tìm không thấy nên giờ ta quyết định ở đây luôn. Thế bộ tộc ngươi là bộ tộc gì? Ta là quan trai, cha ta là tù trưởng quân quê. Nhưng mà ta và cha ta đã lạc nhau rồi, tìm hoài mà không thấy. Vậy thì ngươi có đi chung với ta không? Ta với ngươi cùng đi kiếm bộ lạc nào. Biết ở đâu đâu mà kiếm. Thì cứ kiếm khắp nơi, gặp ở đâu thì hay chỗ đây. Đi nào.
thương.